Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong số những cái tên, đứa hai xuất hiện. Chắc đang nhìn bóng thì sắp sàng sang ngang khung thành của thủ môn Luke Maki. Đó là tình huống tấn công rất đẹp mắt được kết thúc với pha dứt điểm của tiền vệ cánh trái bên phía U19 Việt Nam Phạm Quốc Huy. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm này. Cú sút với lực rất tốt. Đáng tiếc cho khao thủ U19 Việt Nam, đó là bóng lại không nằm trong khung thành của thủ môn Luke Maki. Nhưng dù sao đó cũng là một tình huống tấn công rất khỏe. Nguy hiểm. 1-0. Tỷ số được mở cho cầu thủ U19 Tottenham Hotspur. Người đang ghi bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ U19 Tottenham là tiền đạo Daniel Akin Gaini. Huấn luyện viên Cộng Rasen vẫn đang rất đau đầu với bài toán ở hàng phòng ngự của mình. Một cú đệm lòng chân trái nhẹ. Ông Phượng. Rất hay. Một quyết định đi bóng đầy táo bạo ở góc hẹp. Những cầu thủ có tố chất kỹ thuật tuyệt vời của Barcelona, đặc biệt là Andres Iniesta, cầu thủ thường xuyên có những pha xử lý. Đồng Phương. Bắn thành. Không được. Như vậy là đã có được bàn thắng giúp xin lỗi quý vị bạn, bàn thắng công hòa 1-1. 1-1 dành cho cầu thủ U19 của Việt Nam. Thật bất ngờ khi mà cầu thủ đã ghi cả hai bàn thắng cho U19 Việt Nam tại giải đấu này lại là hậu vệ. Vừa rồi là một tình huống mà hàng phòng ngự của U19 Tottenham Hotspur đã bị lúng túng và Văn Sơn đã bằng lên trước thời cơ rất nhanh để gỡ hòa 1-1 cho cầu thủ U19 Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ là tình huống này. Đầu tiên là một cú dứt điểm không hề nguy hiểm của tiền vệ cánh phải Văn Thành. Tuy nhiên hậu vệ của U19 Tottenham đó là Vincent Young lại phá bóng và tạo ra cơ hội dành bàn thắng. Như những tình huống vừa rồi chính là điều mà người hâm mộ chờ đợi từ phía cầu thủ U19 của chúng ta. Bây giờ là cơ hội nâng tỷ số của chúng ta lên 2-1. Bàn thắng là của tiền vệ cánh trái Phạm Đức Huy. Rõ ràng là bàn thắng cơ hòa 1-1 đã tạo thêm sự hứng phấn cho các học trò của huấn luyện viên Krasen. Rất đáng khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các thủ trẻ. Nhưng ngay lập tức thì cầu thủ U19 Tottenham sẽ được hưởng. Đã phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài người Hàn Quốc, ông Kim Nae-jong đã thổi phạt 11m, đó là một quyết định chính xác. Lesniak. Cú dứt điểm lạnh lùng của Lesniak. Dù đã đoán đúng hướng nhưng thủ môn Lê Văn Trường cũng không thể ngăn cản cú sút rất hiểm hóc của Lesniak. Cái pha đi bóng rất khó chịu của Joshua. Rồi. Như vậy là đã có tình huống đốt lưới nhà. Một tình huống đốt lưới nhà của cầu thủ U19 Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống đốt lưới nhà là của trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Những phút cuối đang là những phút thi đấu rất tưng bừng của cầu thủ U19 Việt Nam. Một cú sút nguy hiểm nữa. Chúng
ta đã được xem lại cú dứt điểm rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm.